Hít vào. Đúng lên. Năm giây gập chân trái, gập chân phải, hai tay lên, gập chân phải, thẳng chân trái, tụt tụt tay sau, chân trái thẳng, tay sau, lưng sau, ép vai sau, end, thẳng tay, thẳng tay, một, hai, ba. Hai, ba, tập trung, bốn, năm, sáu, gập chân trái, hai tay nắm giấy, mong thấp xuống, tay sau, chân phải xuống, tay sau, lưng sau, hip quay sau, một, hai, chân thu xuống. Ba, bốn, năm, quý, hình sáu, gập chân phải, hai tay nâng bàn chân. Đào sau, một, chân lên. Hai, ba, bốn, anh sáu, gập chân trái, mắm thấp xuống, cúi xuống, hai tay cúi xuống, chúng năm sáu năm giây hai tay lên thẳng tay lên cao tay sau thẳng tay sau lưng sau ép vai sau and duly khi thở bình thường một hai
3 4 5 tập trung 6 5 chân non chân 2 tay 3 chân đập chân cố lên không hết ăn nhau không hết lọc nhau không hết đập tay đập tay tay sau đau sau đau sau Thank you.
năm giây cho đủ. Tay tay phải cứ chua, xoay tay xoay, xoay tay để tập chủ. Tay phải không hô chân để tập ta cho bên thân bên phải để tay chua, tay chua, tay chua, tay xoay. Gập chân trái, gập chân trái, chân trái gập, chu tay chạy xuống, chu tay phải xuống, thẳng chân, and một, hai, ba, bốn, năm, and sáu, khi bỏ lên. Bom.
Okay, numb sub.